Hi, xin chào tất cả các bạn đã đến với kênh Lóc của Hải Nội dung trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn Đó là cách mà các bạn có thể tham gia test net của dự án Offenet nha các bạn Thì Offenet là dự án đang trong giai đoạn nước rút Và hiện tại đang cho chúng ta khai thác cái đồng OEX nha các bạn Thì để cho mình cho các bạn xem Đó là ngày nó cho chúng ta mở rút nha Đó là thời gian kết thúc dự kiến là ngày 13 tháng 4 nè và thời gian cho phép chúng ta rút là ngày 20 tháng 3 nha các bạn. Thì chỉ còn chưa tới một tháng nữa thôi các bạn là chúng ta đã có thể rút cái đồng OAX này nha các bạn. Thì hiện tại bạn nào mà chưa khai thác cái đồng OAX thì các bạn vẫn còn cơ hội nha. Hiện tại dự án đã đi được hơn 87% quãng đường rồi, chỉ còn 13% thôi nha các bạn. Cho nên các bạn chưa đăng ký thì các bạn click vào đường link bên dưới phòng bình luận, mình có video hướng dẫn các bạn đăng ký nha. Rồi và bây giờ các bạn mở cái ví MetaMask của các bạn lên để tham gia testnet nha các bạn rồi thì khi mà các bạn mở cái ví lên đó thì các bạn chọn cho mình đó là cái ví mà ví phụ nha các bạn không nên sử dụng ví chính nha nói chung những dự án net đó các bạn chọn ví phụ nha các bạn bấm vào đây nè các bạn bấm vào mũi tên nè thì ở đây có nhiều ví nè các bạn chọn một cái ví đó là ví phụ của các bạn nha thì ở đây mình đã chọn một cái ví phụ rồi nè các bạn nè thì khi mà các bạn chọn ví phụ nào ví dụ ở đây các bạn bấm vào đây ấy các bạn có thể chỉnh sửa tên nha chỉnh sửa tên thành cái ví phụ gì đó ví dụ như ở đây mình chỉnh thành ốc phần testnet nha các bạn rồi sau khi mà chỉnh tên xong các bạn lưu lại để các bạn biết là đây là dự án testnet nha rồi và bây giờ mình sẽ thêm cái mạng ox này nha các bạn cái mạng ốc phần nè thì mình đã thêm rồi còn bạn nào chưa thêm thì các bạn phải thêm nha thì để mà thêm á thì các bạn bấm vào ngay chỗ mà phía bên trên này là phía bên trên nha các bạn sổ xuống có nó có nhiều mạng nè các bạn phải chọn cái chữ là thêm mạng nha rồi các bạn bấm cho mình mạng tùy chỉnh nè. Rồi tại đây thì có năm cái dòng này thì uh, tên mạng nè, uh, đó là URL nè, ID chuỗi nha. Rồi và bây giờ mình sẽ lấy cái những cái 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 năm cái, cái ô này mình sẽ để thông tin bên dưới phần bình luận nha các bạn. Các bạn có thể lúc vào hoặc các bạn có thể vào cái trang của nó để mà lấy nha. Đây ví dụ uh, cái RBC nè là các bạn copy. Đây các bạn bấm sau chép văn bản nè. Rồi các bạn quay trở lại ví MetaMask nè. Đấy các bạn dán vào cái RBC này. Đấy, còn cái tên mạng thì các bạn đặt cái gì cũng được, ví dụ là đặt uh, OpenEd. Rồi tiếp theo cái ID chuỗi là 7798 nha các bạn. Đấy, các bạn nhập vào ID chuỗi 7798. Rồi cái biểu tượng thì cái này không bắt buộc đâu, các bạn điền cái gì cũng được. Đây USDT đây. Rồi bên dưới là cái URL của trình khám phá nè, thì các bạn điền cái URL nè Đây URL trình khám phá nè, các bạn copy các bạn cũng sao chép đó, đó là văn bản liên kết này các bạn dán vào nha thì những cái thông tin này mình sẽ để bên dưới phần bình luận nha các bạn đấy các bạn dán vào rồi các bạn bấm vào cái chữ dán đầy đủ thông tin nè các bạn bấm vào cái chữ thêm mạng nè đấy ở đây thì mình đã thêm rồi nha các bạn thì khi mà thêm thì nó hiện ra cái đồng usdt nha các bạn đấy rồi và bây giờ chúng ta cùng đó là tham gia testnet nè chúng ta thêm mạng xong mới tham gia testnet nha các bạn thì nó có một cái đường link trên trang twitter của nó các bạn À trên tôi của nó à, lúc trước nó có cái đường link cho chúng ta à, test mà test net là có phí nha, còn cái này là cái à, đường link nè đường link đây nè là test net không có phí nha các bạn thì các bạn copy cái đường link này nè. Cái đường link đầu tiên của dự án nè. Đây các bạn bấm vào các bạn copy nha. Đây mình à, sao chép nha rồi mình vào cái đó là các bạn chọn mạng là mạng OfficeNet test net nha. Rồi các bạn bấm vào cái hình cái mở trình duyệt mới lên nha, đây bấm đây. Rồi các bạn bấm vào cái hình ô vuông nè để mở một cái trình duyệt mới nha. Rồi các bạn bấm vào dấu cộng cho mình. Sau khi nó hiện ra giao diện như thế này thì các bạn dán cái đường link tham gia Nét vào nha các bạn. Các bạn dán vào và các bạn à, à, bấm vào thanh tìm kiếm nha. Rồi và khi nó hiện ra giao diện như thế này thì chúng ta bấm vào chữ connect nè để mà kết nối với nha các bạn. Bấm vào. Rồi các bạn bấm vào chữ kết nối nè. Rồi như vậy là nó hiện ra cái địa chỉ ví của chúng ta ở đây là chúng ta có thể mà tham gia testnet là nó hiện lòng testnet nè. Rồi sau khi mà các bạn kết nối ví nó hiện ra địa chỉ các bạn ở đây á, thì chúng ta tiến hành đó là à, claim lem 10 cái USDT miễn phí nha các bạn. Thì để mà cờ lem á thì các bạn bấm vào cái chữ star nè, các bạn bấm vào. Rồi các bạn bấm vào chữ ký nha. Rồi ở đây thì các bạn trả lời những cái câu hỏi này, các bạn trả lời xong á thì các bạn bấm submit là nó chúng ta sẽ nhận được 10 cái đồng USDT để mà chúng ta cờ lem nha các bạn thì bây giờ các bạn nếu bạn nào không biết thì các bạn có thể dùng Google dịch để mà dịch ra để mà các bạn trả lời những cái câu hỏi này nha các bạn thì bây giờ mình cũng sẽ dùng Google dịch mình dịch ra để mà trả lời nha các bạn rồi ở đây thì các bạn chọn đó là câu B nha đây còn câu B nha các bạn rồi cái này là các bạn chọn câu A nha câu thứ hai là các bạn chọn câu A nè rồi tiếp theo đó là các bạn cái câu này thì các bạn chọn câu C nha rồi và cái câu này các bạn chọn câu D nha rồi và cái câu cuối các bạn cũng chọn uh, câu cuối là các bạn chọn câu C nha. Rồi các bạn bấm submit nha. Rồi các bạn bấm vào chữ ký nha. Rồi như vậy là mình đã claim 10 được 10 cái đồng uh, đó là USDT miễn phí nha. Cái này là không có giá trị nha các bạn. Cái này chỉ là chúng ta tham gia testnet thôi nha các bạn. Sao nó chưa hiện ra ta? Đây mình vuốt màn hình mình lướt lại là nó sẽ hiện ra 10 cái đồng uh, USDT miễn phí nè các bạn. nè rồi các bạn vào cái 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 đường link hồi nãy mà chúng ta đang claim nè à, thì chúng ta có thể dùng cái đồng này để mà tham gia đó là uh, tết nha các bạn đây đây ví dụ ở đây mình có thể bấm vào cái uh, bridge là cầu nối nha các bạn đây cầu nối là mình có thể quy đổi nha từ rồi ở đây thì các bạn có thể swap từ uh, đó là cái cái uh, đó là cái đồng OEX nè sang cái đồng co down nha thì ở đây các bạn bấm vào chanh phơ ở đây nhập số lượng nè nói chung các bạn cái này làm cho uh, kiểu làm cho nó để chúng ta để quen tay thôi đây, các bạn bấm vào chuỗi xác nhận nha. Đấy là nó đang xảy ra giao dịch nha các bạn. Đấy là chúng ta tham gia test test là chúng ta làm đây. Giao dịch thành công rồi nha các bạn. Để mình quay lại mình kiểm tra. Đây mình còn 8 chấm mấy cái đồng USDT miễn phí thôi. Trong đây là cái test net thôi. Chúng ta chỉ làm cho nó quen tay thôi các bạn. Đấy thì các bạn có thể vào cái trang này để mà khám phá nha. Ở trên này nó còn rất nhiều các chức năng khác này các bạn nè. Các bạn có thể tham gia test nè. Uh, ấy thì hiện tại thằng này chỉ vậy thôi các bạn nói chung tóm lại là hiện tại chúng ta à, tham gia khai thác cái đồng OX đây còn cái vấn đề test nếp này các bạn có thể tham gia hoặc là không tham gia nha còn khi mà nó khi nào mà nó có may nếp mở thì mình sẽ chia sẻ thông tin đến các bạn nha video chia sẻ của mình đến đây đã kết thúc và các bạn có thể nhấn nút đăng ký và bật chuông thông báo để đón xem những video tiếp theo nha xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn